Cho họ được rồi. Mai phải mua cục xương bò cho bơ nha. Cho bơ gặm. Ngứa răng, ngứa răng. Ôi dồi, 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 ôi dồi. Bơ còn nhỏ lắm. Bơ còn rất là vô tư và ham chơi. Đứa nào cũng khoái nằm lên cái khăn lau chân đó nha. Chạy chỗ cái khăn lau chân. Bơ đang giỡn với cục bóng được dì tặng mua từ Úc đem về. Món quà cuối cùng đã có tìm được chủ nhân là cậu Bơ.